X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hỏi Đáp Đồng Hồ. Danh Hùng và Ngọc Dương rất là vui khi gặp được các bạn trong những cái số hỏi đáp hàng tuần như thế này. Và ngày hôm nay thì chúng tôi lựa chọn ra khoảng 7-8 câu hỏi. Bắt đầu với câu đầu tiên của bạn Apple Hưng. Bạn hỏi rằng cho mình hỏi có những cách nào để test được là đồng hồ mình có phải là kính Sapphire hay không? Mình cảm ơn. Rất hay, một câu hỏi rất hay. Có một số những cách thế này để cho chúng ta có thể test là kính Sapphire hay không. Đầu tiên ý, là test qua dụng cụ đo độ cứng chuyên dụng. Anh em Hùng biết cái dụng cụ đó không ạ? Rất là dễ dùng thôi, nó như một cái bút ta để vuông góc với mặt kính. Đúng rồi. Nó sẽ có cái số nó báo ngay trên cái tâm công cụ đó. Vâng, đấy là cách thứ nhất ạ. Cách thứ hai đó là chúng ta sẽ sử dụng giọt nước, chúng ta đưa lên mặt kính này, chúng ta nhỏ lên mặt kính. Thì nếu mà cái đồng hồ nào mà là kính Sapphire ấy thì là cái giọt nước rất là tròn. Còn cái đồng hồ nào mà không phải là kính Sapphire, kể cả là kính Mica hay là kính Mirror Glass, kính cường lực ấy, thì nó sẽ bị vỡ nát ra ở trên mặt kính luôn. Đấy. Vậy thì tiện thể nói về cái kính Sapphire này. Thế thì tại sao kính Sapphire lại có một số những loại mà nó bị xước? Đấy, thì xước ở đây là gì? Đấy, thứ nhất đó là nó một số các cái loại kính ấy là nó phủ ở bên ngoài cái lớp chống lóa. Đấy, và xước ở đầu tiên là xước ở lớp chống lóa đó. Cái thứ hai nữa, như rất nhiều người thợ nói với tôi là Sapphire là gần như là không thể xước, và khi mà chúng ta nhìn thấy vết xước ở trên đó, đấy là những cái vết vỡ của kính ấy, nhưng mà nó là rất nhỏ nên chúng ta nhìn thấy thành ra nó thành vết xước là như vậy. Đấy. Và đối với cả kính Sapphire thì các bạn chú ý đó là cái độ chịu lực của nó thì nó cũng tương đối là giòn. Đấy, nó chỉ là chống xước tốt thôi. Như vậy là nó sẽ bị dễ vỡ, và có thể chính cái vết vỡ đó làm cho chúng ta lầm tưởng rằng là vết xước như Dương vừa nói, đúng không nào? Đúng rồi. Rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là những cái này thì nó sẽ là cái kiến thức để cho chúng ta tham khảo thôi, bởi vì là khi mà chúng ta mua đồng hồ mà chúng ta đã mua những hãng đồng hồ chính hãng rồi thì tôi chưa từng thấy một trường hợp nào mà đồng hồ chính hãng báo rằng là Sapphire nhưng lại không phải Sapphire cả. Với đúng những rồi. Hãng đồng hồ uy tín và chính hãng. Nên là tôi nghĩ rằng bạn cứ tin tưởng vào việc của chúng ta lựa chọn hãng uy tín ấy, thì những cái việc này chúng ta sẽ khỏi phải mất thời gian và lăn tăn trong chính lòng. Chính xác. Rồi. Ok nhá. Chuyển sang câu hỏi tiếp theo của bạn Trương Thị Hiếu. Bạn ấy hỏi rằng là bên trái em rất thích đồng hồ bạn cơ. Bạn trai. À, chết, mình xin lỗi. Bạn trai, em rất thích đồng hồ cơ lộ máy tầm 4 đến 6 triệu. 4-6 triệu. Em mua hãng Carnival được không hai em? Không nên bạn ạ. Carnival là một trong những hãng mà không có tên tuổi ở Việt Nam. Đấy, thì với cái tầm giá từ 4 đến 6 triệu là chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn mua được OP rồi. Và thậm chí là Orient cũng có thể mua được lộ cơ trong tầm giá này. Và thậm chí là OP là chúng ta đã có skeleton rồi, lộ máy rồi. Đúng rồi, nghĩa là lộ hoàn toàn luôn. Đấy, lộ hết luôn. Đấy, còn ở đây bạn chỉ nói lộ cơ thì cũng có thể là hở van tim các thứ nữa. Đấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ có cái mẫu đồng hồ Olympianus có mã hiệu là OP99304AGRGLT. Đấy, thì mẫu này là mẫu lộ cơ hoàn toàn này. Đấy, kính thì là kính Sapphire máy automatic của Nhật, đường kính 40m, vân 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 vân. Đấy, các bạn có thể tham khảo qua. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có một cái mẫu mà gọi là hở van tim theo kiểu dạng trăng khuyết. Đấy, đó là mẫu Olympianus có mã hiệu là OP990083AMSKT. Đấy, đấy là cái mẫu thứ hai mà tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn. Và một cái mẫu thứ ba có thể là thậm chí là Orient đấy. Mẫu đồng hồ Orient có mã hiệu là RAAG0015L10B. Cái mẫu đồng hồ này rất là giống với cả Orient Saborero, nhưng mà cái size mặt của nó bé hơn. Chính anh Hùng đã là người làm cái review về cái mẫu đồng hồ này, anh có nhớ không ạ? Đúng rồi. Nói chung là đây đều là những cái chiếc đồng hồ mà có lộ cơ, lộ một phần hoặc là lộ toàn phần. Thì tôi thấy đều là những chiếc đồng hồ rất là thời trang, đẹp mắt, và quan trọng nó là những thương hiệu đồng hồ rất là uy tín. Đúng đặc rồi. Biệt khi là một bạn là bạn nữ mà muốn mua đồng hồ thì rõ ràng là nữ thì sẽ không có quá nhiều những cái kinh nghiệm để đúng mà rồi. Lựa chọn, cho nên hãy cứ mua những cái thương hiệu uy tín như thế này thì rõ ràng là nó sẽ bền bỉ hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là bạn trai của bạn trước hết là rất là cảm động đã, vì bạn đã đúng. Bỏ ra số tiền như thế này để mua quà, và thứ hai đây đều là những chiếc đồng hồ bản thân chúng tôi là đàn ông chúng tôi rất là thích, thì đúng tôi rồi. Nghĩ bạn trai bạn không có lý do gì mà không thích những cái món quà này cả. Vâng. Nào, cảm ơn bạn rất là nhiều, một bạn gái rất là hay đã gửi chúng tôi. Như vậy là rõ ràng là thấy khán giả chúng ta cũng đa dạng chứ đúng nào? Rồi, rất là đa dạng. Có cả cô gái nữa. Rồi, tiếp theo là bạn Dũng Nguyễn. Bạn ấy hỏi rằng là chào hai anh, em có tham khảo một vài store thì giá thay kính Sapphire dù là loại rẻ nhất vẫn khá là cao, nhưng sao vẫn có một vài hãng bán đồng hồ kính Sapphire còn rẻ hơn nữa ạ?
mong được hai anh cùng giải đáp. Em xin cảm ơn. Câu này cũng rất là hay này. Kính sapphire của các hãng ấy thay rất là cao và rẻ nhất là bây giờ phải là 700-800 nghìn rồi. Đấy đối với những hãng giá rẻ. Nhưng mà cái quyết định lên cái giá trị của đồng hồ không chỉ là nằm ở kính sapphire đâu, nó còn là giá trị về mặt thương hiệu, giá trị về mặt bộ máy, giá trị về chất liệu vỏ, giá trị về thiết kế, vân vân và vân vân nữa. Đấy. Nhưng mà ví dụ bây giờ nhá, chỉ là kính sapphire thôi. Nhưng mà kính sapphire ở Rolex đã đắt tiền hơn rất nhiều so với kính sapphire của Orient đấy. Mặc dù bản chất đều là kính sapphire. Đấy nhưng mà những cái hàm lượng về mặt hóa chất ở trong đó nó sẽ khác nhau là một này. Thứ hai nữa là kính sapphire này có phủ lên cái lớp chống lóa nào hay không, lớp chống lóa hai mặt hay là một mặt. Và cái thứ ba nữa đó là nếu mà đối với những cái đồng hồ đắt tiền ấy, ví dụ như là Rolex đi, chúng ta thay kính sapphire không phải chính hãng này cho vào, thậm chí nó còn làm cho cong cả cái khung nữa cơ. Anh Hùng hình dung không, nghĩa là nếu mà thay không đúng cái loại rồi là cái những cái lực co giãn theo thời gian ấy, độ giãn nở của kính theo thời gian nữa đấy, thì nó sẽ rất ảnh hưởng đến đồng hồ, ảnh hưởng đến cả khả năng kháng nước nữa, nên là không phải là kính sapphire nào cũng có thể thay thế được cho nhau đâu. Rồi đấy là lý do khiến cho bạn có cái thắc mắc về cái câu chuyện này. Tôi nghĩ là rất là dễ hiểu thôi, với cả là chưa kể là những cái hãng đồng hồ mà họ tối ưu tốt vì có khi mà giá rẻ ở cái kính sapphire, bởi vì là họ sản xuất rất là lớn, số lượng lớn. Đúng rồi. Thì đương nhiên là cái giá thành họ tiết kiệm được nó nhiều hơn. Còn bây giờ bạn đi thay đơn lẻ một chiếc thì đương nhiên giá sẽ đội lên vài trăm nghìn rồi. Đúng rồi. Cảm ơn bạn. Bạn là Diệu Trần, bạn hỏi rằng xin hai anh tư vấn hãng Seiko máy cơ dây kim loại giá từ 20 đến 30 triệu. Cổ tay em là 17cm, cảm ơn hai anh nhiều. Vâng, cổ tay bạn 17 ít nhất cũng phải là size mặt tầm khoảng 40 đổ lên rồi. Đấy thì đầu tiên là tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn một cái mẫu đồng hồ Seiko Preset có mã hiệu là SPB063G1. Đấy thì mẫu đồng hồ này là mẫu đồng hồ rất là cơ bản thôi, 3 kim 1 lịch của Seiko trong cái tầm giá khoảng 20 triệu và nó có kim xanh nữa. Đấy, sản phẩm này thì tôi thấy là size mặt 40,5mm là phù hợp với cả cổ tay của bạn rồi. Đấy, máy là máy cơ, dây là dây kim loại. Ngoài những cái điều anh Dương vừa chia sẻ thì nó còn được trang bị kính sapphire đương nhiên rồi, vì dòng là Preset của Seiko một dòng cao cấp. Đồng thời nó có khả năng chống nước là 100m thì nó cũng giúp thoải mái đi bơi. Dùng rất là thoải mái, không phải lo lắng về chuyện chống nước của nó. Bạn Luân Hào Kiệt, bạn ấy hỏi rằng là chào hai anh, cho em hỏi là trong tầm giá 15 đến 20 triệu thì đồng hồ cơ nào là tốt nhất? Em năm nay 30 tuổi, cổ tay khoảng 16,5-17cm, em vẫn thích dây da, kim dạ quang, lịch day date. Em rất băn khoăn giữa các dòng cơ Nhật và Thụy Sĩ. Mong hai anh tư vấn, chúc hai người X-Watch sức khỏe thành công. Nếu mà các dòng đồng hồ cơ Nhật ấy thì đấy, vừa rồi chúng tôi đã nói, bạn có thể lựa chọn được dòng Preset của Seiko. Tuy nhiên, hoặc là bạn có thể lựa chọn Orient Star. Đấy, tuy nhiên là rõ ràng là trong cái tầm giá chúng ta lựa chọn nhiều tiền như này 15-20 triệu thì nhận Thụy Sĩ phải hơn chứ. Đúng rồi, mua được Thụy Sĩ tại sao chúng ta không mua, đúng nào? Đấy, và đảm bảo là tất cả những cái tiêu chí này của bạn thì tôi giới thiệu đến cho bạn một cái mẫu đồng hồ, đó là Tissot PRS 516 Automatic có mã hiệu là T044302603100. Thì cái mẫu đồng hồ này để tôi xem nào, phù hợp với tiêu chí này của bạn. Đồng hồ cơ đã chắc chắn rồi, thậm chí nó lại còn là Powermatic 80. Đấy, tiếp theo nữa là sản phẩm này thì có dây da, đúng, có dây da này, có dạ quang luôn, thiết kế rất thể thao, 3 kim 2 lịch day date. Đấy, lại còn có cả lịch day date, quá phù hợp với bạn cơ Thụy Sĩ luôn. Đấy, và cái mẫu đồng hồ thứ hai mà tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là mẫu đồng hồ Tissot PRC 200 có mã hiệu là T055 430016 01700. Thì cái mẫu đồng hồ này các bạn thấy đấy, cũng là dây da này, cũng là lịch day date này, cũng có dạ quang ở kim giờ với cả kim phút này, kính thì là kính sapphire, máy thì là máy Powermatic 80. Đấy, đồng hồ Thụy Sĩ luôn. Hai sự lựa chọn tôi nghĩ rằng là tốt nhất ở trong tầm giá từ 15-16 triệu. Lúc đầu thì tôi nghĩ đến dòng Lerlock thôi, nhưng mà Lerlock thì nó không đáp ứng được nhiều những tiêu chí như thế này rồi của bạn. Và hai chiếc mà anh Dương vừa chia sẻ thì nó cùng là một bộ sưu tập PRC với nhau đấy. Và đúng tôi rồi, có thêm một cái chiếc nữa mà tôi muốn giới thiệu cho bạn nếu mà bạn cảm thấy rằng là muốn mở rộng hơn, đó chính là chiếc Tissot Heritage Visodet Automatic T019 430 360 1101. Chiếc này thì dòng nó sẽ không thể thao nhiều như hai chiếc trước, nó sẽ thanh lịch, dress watch hơn, nhưng mà đồng thời thì nó vẫn đáp ứng được hoàn toàn cái mong muốn mà bạn nói, đó là về size mặt, về đồng hồ cơ, về lịch, đấy, toàn bộ nó đều là đáp ứng được như cái tiêu chí mà bạn nói ở đây. Chỉ có đúng một tiêu chí bị cắt đi thôi. Đúng. Đấy, đó chính là dạ quang. Đúng
Rồi. Đấy. Chiếc này thì toàn bộ cái cọc số của nó là bằng kim loại. Đúng rồi. Nên nó không có cái lớp dạ quang phủ ở trên. Và vì nó là dress watch mà cho nên là nó không chú trọng nhiều cái dạ quang như cái dòng thể thao kia. Đúng cho rồi. Cho nên ở đây thì ba chiếc này hoàn toàn nó chỉ thiên về cái lựa chọn về mặt ngoại hình thôi. Bạn cảm thấy chiếc nào mà nó có ngoại hình phù hợp với bạn hơn thì bạn hãy lựa chọn. Vì kể cả tầm giá của nó thì cũng rất là giống nhau thôi. Đúng rồi. Tiếp theo là bạn Hiền Trần, bạn hỏi rằng là chào hai bạn. Mình làm việc thường xuyên sử dụng tay lắp đặt nội thất thì đeo đồng hồ Seiko 5 quân đội có được không? Cổ tay mình là 16 thì khi đeo Seiko 5 bản 42 có hợp không? Cảm ơn hai bạn. Quá hợp luôn đúng không ạ? Rồi. Và Seiko 5 quân đội thì là một cái dòng rất là bền bỉ. Và tôi nghĩ rằng là làm lắp đặt như thế thì anh có thể sử dụng cái dây vải. Dây vải. Tại vì là dây da thì có thể là hơi bị mồ hôi và dây kim loại thì là hơi bị cứng tay. Nên tôi nghĩ dây vải, bản dây vải sẽ là bản phù hợp nhất với công việc này. Đúng rồi. Tiếp theo bạn Bùi Bắc Bùi Xuân hỏi rằng là chào hai anh, em là người mới chơi đồng hồ và cũng đã kịp cưới cho mình em Orenstar RE AV003 L00B tại Watch được hơn một tuần. Từ hôm cưới em nó về, ngày nào em cũng để ý và thấy nó chạy nhanh hơn khoảng 8 giây trên một ngày. Vậy hai anh cho em hỏi đồng hồ chạy như thế có ổn không? Và giới hạn cho phép của dòng Orenstar là bao nhiêu giây trên một ngày? Mong được lên TV. Cảm ơn hai anh, cảm ơn Iwat rất là nhiều. Cái này thì là chạy quá ổn rồi đúng không ạ? Đây là dòng Oren, gọi là Oren mặt cười đấy. Đúng rồi. Đấy, và với cái mức size số là 8 giờ một ngày là nằm trong cái phạm vi cho phép là cộng trừ 15 cho tới cộng trừ 20. Thậm chí là nó còn tốt hơn cơ. Đấy, vì size số tối đa của đồng hồ Oren sẽ là cộng trừ khoảng 20 giây trong một ngày. Đấy, của bạn là 8 giây là quá ngon rồi. Đấy, đồng hồ này thì có các ưu điểm, ví dụ như là có kim xăng ở góc 12 giờ, có hở van tim ở góc 9 giờ và góc 2 giờ, rồi là có ô cửa sổ lịch giây, cửa sổ small second chỉ giây ở góc 6 giờ nữa. Đấy, tất cả mọi thứ của đồng hồ này thì đều rất ổn. Đấy, có cả lên có tay. Mới chơi mà lại sắm được một cái em vợ nó như thế này thì cũng phải nói rất là mát lòng mát dạ đúng không anh Dương? Đúng rồi, kính Sapphire. Phải nói là tôi nghĩ rằng khi mà bạn chia sẻ cái câu hỏi này sẽ làm cho nhiều người chơi khác phải nói là sẽ ghen tị với bạn, bởi vì vâng, chưa có cơ hội để sở hữu ngay một chiếc đồng hồ tốt như thế này với những cái ngày tháng chơi đầu tiên. Cảm ơn câu hỏi của bạn và chúc bạn sẽ tiếp tục có những cái phút giây, những khoảnh khắc thú vị với cái chiếc đồng hồ của bạn đang sở hữu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xwatch, số 1 bảo hành hậu mãi.